Now, hello all students, welcome to our lesson today, Unit 1, The Generation Gap, Lesson 6, Writing, Family Rules. Now, first of all, I would like you to talk about your family rules. Now, look at the pictures and tell me some. Okay, 1 minute for you. Now, for example, okay, you should respect your parents and grandparents. Good. And what else? You always tell the truth. Okay. Yes, you should keep promise. Yes. And the next? Okay, you never give up what you love. And the last one. Okay. You love each other. Yes? Very good. Anything else? Okay, that's enough. And now I have some useful structures. First of all, we have the structures are let someone do something means để cho ai làm gì. Yes. The next, make someone do something means khiến ai làm gì. Tell someone not to do something. Yes, bảo ai không làm gì. Want someone not to do something? Good. Cần bảo ai đừng làm gì hay là không làm gì. Next, allow or permit someone to do something. This means cho phép ai lắm làm gì. The next, be allowed or permitted to do something. Được phép làm gì. And the last one, forbid someone to do something. Means cấm ai làm gì. Vậy các em nhớ ghi những cái cấu trúc này và học thuộc cho cô, và để ý là sau động từ let or make thì ta dùng những động từ be infinity, đây là do something thì động từ này gọi là be infinity. And tell, warn, allow, forbid thì sau những động từ này thì như thế nào? À, thì mình sẽ gọi là to do something thì đó là gọi là động từ nguyên mẫu có to. Ok, các em ghi vào vở và học thuộc những cái cấu trúc này rất là quan trọng, và học thuộc những cái cấu trúc này cho cô. Now we move to activity 1. The following are some family rules. Complete them using the phrase below and add a few more if you can. Như vậy dưới đây là những cái quy tắc của gia đình và các em phải hoàn thành chúng và sử dụng những cái cụm từ ở bên dưới. Và có thể, nếu như có thể thì các em có thể thêm một vài cái nữa. Now, number one, my parents do not let me. Number two, they made me. Number three, they told me not to. Number four, they want me not to. And number five, they want me to. And number six, I'm not allowed to. And number seven, they forbid me to. Như vậy các em sẽ hoàn tất những cái câu này bằng cách nào? Okay, đây. À, cô có những cái list về những cái family rules. Như vậy các em sẽ chọn những cái mà thích hợp với những cái family rules ở trong gia đình của mình. Thì hợp với cái này thì các em có thể hoàn thành những cái câu này theo đúng cái ý của mình và đúng cái cấu trúc đó.
Có khi cả em có thể chọn bất kỳ cái nào mà mình thấy thích hay là mình thấy phù hợp với cái family rules ở trong gia đình của mình. Và cô sẽ cho cả em 3 câu mẫu và 4 câu còn lại thì các em phải tự làm và viết vào vở, trả vào vở cho cô. Now for example, the first, my parents don't let me stay out late at the weekend. Means bố mẹ tôi không để cho tôi trở về nhà vào cuối tuần quá trễ, hay là đi chơi, gọi là đi chơi về trễ đó vào cuối tuần. Number two, they make me keep my room tidy. They ở đây đó là parents. Ok, tức là bố mẹ khiến tôi phải giữ cái phòng của tôi sạch sẽ. And number three, they forbid me to square or spit on the floor. What does this mean? Okay, it means là yes, họ cấm tôi giữ thề hay là khạc nhổ ở trên trên sàn. Good. Và như vậy chúng ta còn lại là 4 câu thì các em phải hoàn thành cho cô và chép vào vở. Okay, the next duty is to match the rules with the appropriate reasons. For example, the most important rules in my family is that we should visit our grandparents at least once a week. We live about 10 kilometers away, and my parents wanted to have a closer relationship with our grandparents by visiting them regularly and making sure that they are not lonely. Now, we have four rules and four reasons. You have to match them each other. Okay, number one. One important rule in my family is that every member of the family has to keep his or her own room tidy. With reason? Okay, D. Good. My brothers and I have to make our beds every morning and clean the floor and window twice a week. Okay, number two. The third important rule is that we mustn't invite friends to stay overnight. With reason? Okay, A. This is not only our family rules, but also the rules for all people living in the building. The next, number three. Secondly, my parents want me to help around with the housework and other home duty. Which reason? Okay, sentence C. In my family, we share the household chores together. And the last one, very easy. Another important rule is that my brother and I must be home before 10 p.m. Okay, and the last sentence, B. The last reason, my parents are very strict and believe that setting a curfew will help us become responsible and stay safe and healthy. Okay, very good. Well done. Okay, các em phải chép nội và sau khi nội xong thì các em phải chép từng cái quy tắc và cái lý do làm với nhau. Phải chép, nhờ chép đầy đủ vào vở. Okay, good. Okay. Từ nhiệm vụ ở trên thì các em chuyển qua cái hoạt động 2 cho cô, đó là các em chọn cho cô 3 cái quy tắc quan trọng mà bố mẹ của các em thường áp dụng đối với các em, và nghĩ ra lý do thì ở bài tập trên cô đã đưa ra cho các em, gợi ý cho các em những cái lý do rồi, cho nên ở phần này các em viết lại rất là đơn giản. Về tương tự như là ví dụ mà cô đưa ở cái phần nhiệm vụ trước,
thì các em sẽ hoàn thành cho cô cái câu thứ nhất, đó là gì? Quy tắc thì quan trọng chứ. Một quy tắc quan trọng ở trong gia đình của tôi đó là gì, thì các em có thể liệt kê ra hay là áp dụng cái phần bài tập ở trên cô đã gợi ý cho các em làm để đưa vào đây, viết vào đây. Và cái tiếp theo đó là quy tắc quan trọng khác ở trong gia đình đó là gì, thì các em có thể là chọn cái quy tắc và các em viết vào đây cho cô. Và cái thứ ba đó là quy tắc quan trọng thứ ba ở trong gia đình là gì, thì các em có thể là hoàn thành cái bài tập này rất là dễ dàng khi mà cô đã đưa cho những cái gợi ý ở trên, được chưa? Và cái này các em phải viết ra đầy đủ vào vở. And now we move to the last part of our lesson today is how to write a letter to inform someone of the rules in a family. Tức là cách viết một lá thư để thông báo cho ai đó về những cái quy tắc ở trong gia đình. Thì chúng ta có cái outline như thế này. Phần thứ nhất thì mình có đó là heading, thì gồm là greeting tức là chào hỏi. Thì mình có thể bắt đầu là dùng dear cộng tên, thì cuối đó cuối cái tên thì mình sẽ có dấu phẩy. Phần thứ hai đó là opening. Trong phần opening thì mình sẽ nói về cái gì? Đó là general information about your family rules, tức là về những cái thông tin chung về những cái quy tắc ở gia đình của bạn. Phần thứ ba đó là phần quan trọng của trong một bức thư, đó là phần body. Phần body thì mình sẽ đề cập đến là gì? Details of the rules, give examples or reason, tức là những chi tiết về những cái quy tắc và có thể đưa ra những ví dụ và cái lý do. Và phần thứ tư đó là closing, tức là phần kết thúc. Thì mình sẽ nói về your feelings about this rule, tức là về cái cảm giác của mình về những cái quy tắc này. Và phần cuối cùng đó là signature, tức là phần ký tên. Và chào. Ok. Như vậy nhiệm vụ cuối cùng của các em đó là ở hoạt động 3 này thì các em sẽ viết một bức thư. Đó là gì? Đó là một cái vị thanh niên người Anh thì sắp sửa là đến ở với gia đình của bạn trong 2 tháng về một cái chương trình văn hóa ở tại nhà. Và các em phải hoàn thành cái bức thư để thông báo cho cậu ấy hoặc cô ấy về những cái quy tắc mà ở trong gia đình của bạn. Và các em có thể viết là từ 160 đến 180 từ và sử dụng những cái ý mà đã được đề cập ở trong cái phần ở bên trên, tức là phần list, tức là trong cái danh sách ở trên. Thì ở đây cô phải có là gì, ở bên trái thì mình sẽ có là địa chỉ, ngày tháng và Dear Lawrence, tức là chào hỏi. Và có những cái từ ở đây là có phần gợi ý rồi, thì các em chỉ có việc là thêm cho cô là gì, những cái quy tắc ở trong gia đình. Thì người ta ở đây người ta đưa ra cho mình là 3 cái quy tắc quan trọng mà chúng ta phải theo, thì các em cứ kể ra cho cô 3 cái quy tắc và đưa ra lý do vì sao. Thì tương tự như cái phần gợi ý ở trên thì cô đã trình bày các em rất là rõ ràng, cho nên các em có thể áp dụng đó và đưa vào bài viết của mình và viết cho cô một cái lá thư hoàn chỉnh và tự bằng lời file Word nhờ gửi cho giáo viên của mình, và giáo viên sẽ chấm và gửi lại cái feedback và có thể cho điểm tùy mỗi giáo viên của mình. Và các em vẫn nhớ hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là viết một bức thư hoàn chỉnh và gửi bằng file Word cho giáo viên để giáo viên có thể chỉnh sửa và gửi lại cho các em và cho điểm các em. Ok. Ok, ngoài nhiệm vụ các em phải hoàn tất một bức thư để gửi cho giáo viên, thì nhiệm vụ tiếp theo đó là các em phải chuẩn bị bài học tiếp theo, đó là Communication and Culture. Đó là nhiệm vụ cuối cùng và cô chúc các em học tốt. Ok, goodbye class.